cách dùng hoa đu đủ đực ngâm với mật ong làm sao cho đúng lại còn an toàn thì cùng mình tìm hiểu nha. Như mọi người đã biết thì hoa đu đủ đực luôn là loài hoa dễ kiếm và cũng rất thần kỳ. Loài hoa này thường được người ta làm sạch rồi đem đi ngâm với mật ong dùng hàng ngày. Nó được biết đến là chứa nhiều hoạt chất lycopene, carotenoid, làm giảm sự phát triển của khối u. Ngoài ra, hoa đu đủ đực còn chứa nhiều hoạt chất beta-carotene và folate giúp tim khỏe mạnh và trừ cholesterol xấu trong máu. Thế nhưng dùng hoa đu đủ đực ngâm với mật ong thì mọi người cần lưu ý những điều sau. Đầu tiên, hoa sau khi ngâm với mật ong thì có thể dùng hàng ngày nhưng không cần dùng quá nhiều lần trên một ngày. Chỉ nên dùng vào lúc sáng sớm là thích hợp nhất. Mỗi lần dùng bạn lấy 2 thìa ăn bột múc cả mật cả hoa ăn trực tiếp, hoặc bạn cũng có thể pha với 150ml nước ấm để dùng. Thứ hai, nếu bạn muốn dùng hoa này cho những người bị tiểu đường thì bạn không cần ngâm hoa này với mật ong mà chỉ cần đem đi phơi khô rồi hãm với nước. Mỗi ngày bạn chỉ cần dùng 30g tương đương với 2 thìa ăn phở, hãm với 1 lít nước, dùng tách nước lọc hàng ngày. Hoa có thể ăn trực tiếp. Thứ ba, hoa này không thích hợp cho những người đang mang thai. Tiện đây thì nhà Tây Bắc TV cũng đang có sẵn lọ hoa đu đủ ngâm với mật ong rừng. Lọ này là 500ml và dùng trong 1 tháng nhé các bác. Để mua được sản phẩm này thì các bác chỉ cần ấn vào TikTok shop của mình ngay chỗ mũi tên chỉ số này nha.